Bingo, Archicus. Một cái kit rất là mới. Khi mà mình mua bỏ 2.000 games mình mua cái kit này. Wow, quá là awesome, tuyệt vời. Oh, hey, xin chào mọi người, Jimmy Game đây. Và hôm nay chúng ta cùng đến với Minecraft Hunger Games. Yeah, boy. What's up? Để mình xem cho các bạn biết mình có xài cái Archicus này với các bạn, cho các bạn xem bao giờ chưa. Hình như là có vẻ là chưa. Bởi vì cái kit này trong cái nick này mình chưa có mua. Bây giờ mới bắt đầu mua cái kit này và đâu rồi, the fuck, oh my god, mình ăn à, vô lơ game. Easy easy, oh my god. Mình combat này một lúc mình giết được hai mạng luôn à. Ok, bây giờ sẽ đến với round thứ hai. Round này coi như fail một chợ. Oh my god. Ok, mở tiếp tục với cái Archer kit. Archer kit. Nói chung là cái kit để bắn cung ấy. Nói chung là vậy. Và vào nhanh nào. Bingo. Vâng, vẫn là ok, cái này map mới, map cũ thôi. Hình map mới. Không, map cũ nhưng mà đây là cái phần chơi mới. Và nhìn ok, bây giờ mình sẽ không chơi gọi là bay vào combat nữa. Bây giờ mình sẽ chơi một cách đàng hoàng nhất. Đây, đây rồi. Đàng hoàng nhất đây rồi. Chết. Bùm. Đánh thằng này, đánh thằng này. Nó có giáp, nó có giáp, nó có giáp. Nó có giáp. Vai lên chó. What are you doing? What the fuck? Ba thằng hỏi đâu mà what the fuck. Ok, ow, ok, fail hai trận. Đây có thể gọi là một cái clip gọi là cho các bạn xem mình đã fail khoảng bao nhiêu trận cho một lần làm video hơn game, chứ không mình không có gọi là thắng liên tục như các bạn nghĩ đâu. Ok, chúng ta cần đến với vòng thứ ba. Ok, tiếp tục. Râu bà, hy vọng cái râu này tốt hơn hai râu kia nha. Thắng râu nào, hãy coi lượng trung bình mà mình có thể thắng được một ván là bao nhiêu, gọi là bao nhiêu gì nhỉ, bao nhiêu phần trăm mình ăn được trong mỗi lần quay. Có thể gọi vậy. Tại vì mình quay có lúc mình quay một trận, có lúc mình quay ba trận, có lúc mình quay bốn trận. Oh my god, chứ không có gọi là bắt chẳng nào cũng ăn. Oh my god, cái này chắc chắn phải ăn. Bây giờ phải ăn, nếu không chơi ngu nữa thì chắc chắn ăn thôi. Shit, oh my god. Ê à, giúp. Và mới thấy bóng dáng anh đẹp trai qua đây không, anh đẹp trai. Fuck you. Oh my god. Cung. Mình cần bow. Bow, I have a bow. Bow. Fuck. Nó quay lại hồi nào vậy? Ok. Rau 4. Ok, vẫn tiếp tục với cái kit đó và vòng thứ tư. Holy shit. Lần này mình sẽ không vào lấy đồ, mình sẽ chạy luôn. 50% có thể thắng được trận này nếu mà mình chạy ra đây, và 60% có thể vào, nhưng mà 50% mình nghĩ như sẽ là hardcore hơn. Ok, chạy nhanh lên, nhanh lên, keep running, keep running. Oh my god, sẽ sướng hơn nếu đây là một cái bộ đồ. Holy crap. Wow, chạy nhanh lên, keep running. Oh my god, mình nghĩ đây có cái rương chứ nhà, xuất hiện đi nào. Oh my god, jeez. Eo, chi đau rồi là mở cửa. Shit, con nằm ngay đây rồi. Bơ lơ đó, không có đồ luôn, phải nhìn. Đây rồi. Kim. Oh. Bow. Ok.
Khoan, phải gồng sức lên. Đấy. Bingo. Thấy sự lợi hại của cái bow chưa? Khi nó gồng lên đấy. Chết vãi. Anh ấy không thể nào đỡ được. Tuyệt vời. Và check đây nào. Tưởng có rìu ngon hả mày? Cung ghê chưa? Best sniper Việt Nam đấy. Oh my god. Tuyệt vời luôn. Yes. Okay. Wow. Đây, đây và đây. Ở đây mình nghĩ sẽ không còn cái gì đâu nhỉ. Mình nghĩ mình đi ra chỗ khác thôi. Mình đi ra hướng nào như thế này hồi nãy mình mới đi. Mình đi vào bằng hướng này thì mình sẽ đi ra bằng hướng này. Hy vọng có đường ra. Oh, có đường ra không? Ê, có. Tuyệt vời. Awesome. Yes. Và mày tưởng tao biết chứ cung hả mày? Dòng năm dòng sáu ai biết, ai mà biết dòng mấy, ai biết dòng mấy à? Mình thua nãy giờ. Shit. Oh my god. Story anh em, mọi người có thể đang xem video này có vẻ là hơi bị thất vọng một tí vì lúc nào cũng thua, không lúc nào mình cũng thắng cả. Xin mọi người hiểu cho như vậy, lúc nào mình cũng thắng, mình lúc nào cũng một người thua tám bãi bíp ra luôn đấy. Bây giờ mình sẽ xài cái kit này, mình đã biểu diễn cho các bạn xem tài bắn cung là rất là tệ hại nên mình sẽ xài kit này. Ok. Let's do this. Đã đổi qua một cái kit khác rồi ấy. Bây giờ mình hy vọng mình sẽ thắng cái chán này thôi. Thua hoài thì cũng đáng lòng. Oh my god. Là cái map này. Map mà mình thua liên tục rồi trời. Không thể nào được. Bây giờ mình sẽ bài vào luôn. Yes. Mới vào có vẻ khá là ngon. Để xem từ đầu chọn tới cuối trận mình chơi như thế nào thôi. Ok, thằng mà cẩu như này, sau lưng. Oh my god. Hay vào đây. Nó ăn trước cái đó. Vãi lìn. Mình còn tưởng mình có thể lấy được cái mushroom để mà mình xài. Thằng chơi có vẻ khôn. Cờ hó này chơi khôn với bíp. Shit. Bingo. Ok. Yep. Và yes, chúng ta có cái này. Chúng ta có thể tìm được, xác định được đối phương đang ở đâu. Xong một block ngay sau lưng mình. Chết. Come on baby, I want to chết. Where? Trong đấy. Không có. Shit. Không tệ. Bỗng làm lọc. À. Thấy mày rồi con gái à. Con gái hay con trai thì chết hết. Gay boy mà. Goodbye, sucker. Oh my fucking god damn it. You a bad baby. Oh. Thằng kia chạy mẹ tút ở đó luôn à. I need.
lầy quá lầy, đây là cái ngục đúng không? Ok, có vẻ cái ngục tù rồi, nhưng mà sẽ không vào đó đâu, tốn thời gian phết ra. Ok, bảy là bọc. What the fuck? Ở đâu mà chỉ hướng ra đây vậy ba? Đang ở trong tù à? Hẻo vào. Oh, what is this? Cái nhà này mình chưa thấy lần nào hết. Chết vai. Oh yeah, có thể thay được cái này rồi đấy. Oh shit, không còn rươn. Không còn rươn. Rươn rụng. Ok, tôi 102 vãi nồi. Hôm nay cái nãy giờ có cái thằng đó nãy giờ hết trời. Bây giờ thì mình lại có bow và mình có đồ, nhưng mà mình lại mình có bow, ok, mình nhưng mà mình không có arrow. Holy fucking shit. Ok, hết mỡ luôn. Come on. Fuck Facebook. Mình không muốn bật Facebook lên chút nào. Ok. Oh, thằng hồi nãy. Oh my god. Ok. Không biết các bạn nghĩ sao về cái Hunger Game này nữa. Mình chơi không phải là giỏi đâu, mình chơi rất là tệ. Bây giờ các bạn có thể thấy mình chơi Hunger Game cực kỳ tệ. Và yeah, và nếu các bạn thích video thì ấn nút like và subscribe. Mình gọi là nát rồi. Oh my god. Có lẽ những lần sau mình phải còn phải sự trợ giúp của những anh em YouTuber khác thôi. Ok, làm sao chắc chắn sẽ mời mình nghĩ sẽ mời Bullet hay Buron hay Vietnam Miner vào. Oh my god, hoặc là cò cũng được. Ok, và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Live bot. Không, cái này không thể nào quẩy gì live bot. Cái này phải gọi là freaking bot. Bye.